Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi tiếng Việt lớp 5 tuần 10 trang 95 đến trang 100. Ôn tập giữa học kỳ 1. Tiết 1. Một nhỏ ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Hai nhỏ lập bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu sau: chủ điểm, tên bài, tác giả, nội dung chính. Thì các em sẽ lập bảng như sau. Đầu tiên, chủ điểm, tên bài, tác giả, nội dung chính. Chủ điểm: Việt Nam Tổ quốc em. Tên bài: Sắc màu em yêu. Tác giả: Phạm Đình Ân. Nội dung: Em yêu tất cả mọi sắc màu gắn với cảnh vật, con người trên đất nước Việt Nam. Cánh chim hòa bình, bài ca về trái đất. Tác giả: Định Hải. Nội dung: Trái đất đẹp lắm, cần giữ gìn cho trái đất bình yên, không có chiến tranh. Cánh chim hòa bình, Emilia con, tố hữu ca ngợi chú Morrison tự thiêu phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Tiếp theo là con người với thiên nhiên, tiếng đàn balalaika trên sông Đà. Tác giả Quang Huy. Nội dung chính là cảm xúc trước cảnh cô gái Nga đánh đàn trên công trường thủy điện Sông Đà. Tiếp theo là con người với thiên nhiên, trước cổng trời. Nguyễn Đình Ánh, vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ của vùng cao. Tiết 2, một nhỏ ôn luyện tập đọc và thuộc lòng. Hai nhỏ nghe viết nỗi niềm giữ nước giữ rừng. Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng một nứa bột gỗ của rừng. Rồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ mang, nào là sách. Tôi còn biết rừng đã cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt của đỏ lừng của rừng. Những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng, theo Nguyễn Tuân. Cầm trịch tức là điều khiển cho mọi việc tiến hành bình thường và nhịp nhàng. Canh cánh là lúc nào cũng nghĩ đến, không yên tâm. Tiết 3, một nhỏ ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Hai nhỏ ghi lại chi tiết mà em thích nhất trong bài văn miêu tả đã học dưới đây: A. Quang cảnh làng mạc ngày mùa. B. Một chuyên gia máy xúc. C. Kỳ diệu rừng xanh. D. Đất Cà Mau. Thì chi tiết mà em thích nhất có thể nằm ở trong bài Kỳ diệu rừng xanh. Vì khi miêu tả những cây nấm trong rừng có đoạn: những chiếc nấm to bằng cái ấm tích, màu sặc sỡ rực lên. Mỗi chiếc nấm là một cái lâu đài kiến trúc tân kỳ. Cách miêu tả và liên tưởng này khiến em cảm thấy vô cùng thú vị và cảm nhận được nét đẹp từ những cây nấm. Tiết 4, một nhỏ trao đổi trong nhóm để lập bảng từ ngữ về các chủ điểm đã học theo mẫu sau. Việt Nam Tổ quốc em, danh từ, ví dụ đất nước. Cánh chim hòa bình, ví dụ hòa bình. Con người với thiên nhiên, bầu trời. Động từ: Việt Nam, Tổ quốc em, ví dụ tươi đẹp. Cánh chim hòa bình, ví dụ hợp tác. Con người với thiên nhiên, ví dụ chinh phục. Thành ngữ, tục ngữ: Việt Nam, Tổ quốc em, ví dụ yêu nước thương nòi. Cánh chim hòa bình, ví dụ bốn biển một nhà. Con người với thiên nhiên, ví dụ nắng tốt dương, mưa tốt lúa. Thì các em sẽ lập bảng như sau. Đầu tiên, Việt Nam Tổ quốc em, cánh chim hòa bình, con người với thiên nhiên. Danh từ thì có là Việt Nam Tổ quốc em, là tổ quốc, đất nước, danh xưng, quốc gia, hòa bình, trái đất, mặt đất, cuộc sống, tương lai, niềm vui, tình hữu nghị, niềm mơ ước. Bầu trời, biển cả, sông ngòi, kênh rạch, mương máng, núi rừng, núi đồi, đồng ruộng, nương rẫy, vườn tược.
Tiếp theo động từ: bảo vệ rừng, bảo vệ, giữ gìn, xây dựng, kiến thiết, khôi phục, vẻ vang, giàu đẹp, cần cù, anh dũng, kiên cường, bất khuất. Hợp tác, bình yên, thanh bình, thái độ, tự do, hạnh phúc, hân hoan, vui vầy, sum họp, đoàn kết, hữu nghị. Bao la, vời vợi, mênh mông, bát ngát, xanh biếc, cuồn cuộn, hùng vĩ, tươi đẹp, khắc nghiệt, lao động, chinh phục. Rồi tiếp theo thành ngữ tục ngữ: quê cha đất tổ, quê hương bản quán, nơi chôn nhau cắt rốn, giang sơn gấm vóc, non xanh nước biếc, yêu nước thương nòi, yêu chịu thương chịu khó, muôn người như một, uống nước nhớ nguồn, trâu bảy năm còn nhớ chuồng, lá rụng về cội, bốn biển một nhà, vui như mở hội, kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật, chung tay góp sức, chia ngọt sẻ vui, nói vòng tay lớn, người với người là bạn, đoàn kết là sức mạnh. Lên thác xuống ghềnh, gấp gió thành bão, muôn hình muôn vẻ, thẳng cánh cò bay, cày sâu cút bẫm, chân lắm tay bùn, chân cứng đá mềm, bão táp mưa sa, mưa thuận gió hòa, nắng chống mưa, mưa chống tối, nắng tốt dưa, mưa tốt lúa, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, kiến cánh vỡ tổ bay ra, bão táp mưa xa gần tới, đông sao thì nắng, vắng sao thì mưa. Hai nhỏ tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với mỗi từ trong bảng sau. Ví dụ, bảo vệ, từ đồng nghĩa bảo vệ, từ đồng nghĩa với bình yên, từ đồng nghĩa với đoàn kết, từ đồng nghĩa với bạn bè, từ đồng nghĩa với mênh mông, từ trái nghĩa với bảo vệ, từ trái nghĩa với bình yên, trái nghĩa với đoàn kết, bạn bè, mênh mông. Thì đầu tiên các em sẽ niêm như sau: từ đồng nghĩa với bảo vệ đó là bảo quản, giữ gìn, thanh bình, yên lành, yên ổn. Đoàn kết thì là kết hợp, liên kết, liên hiệp, bạn hợp. Bạn bè thì có bạn hữu, bầu bạn, mênh mông thì có bao la, bát ngát, thênh thang. Từ trái nghĩa với bảo vệ đó là tàn phá, hủy hoại, hủy diệt. Trái nghĩa với bình yên đó là bất ổn, náo loạn, náo động. Trái nghĩa với đoàn kết đó là chia rẽ, phân tán. Trái nghĩa với kẻ bạn bè là kẻ thù, kẻ địch. Trái nghĩa với mênh mông đó là chật chội, chật hẹp, eo hẹp. Tiết 5, một nhỏ ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Hai nhỏ nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng Dân của tác giả Nguyễn Văn Sang, phân vai trong nhớ về tập diễn một trong hai đoạn kịch. Dì Năm bình tĩnh, nhanh trí, khôn khéo, dũng cảm, bảo vệ cán bộ. Bé An thông minh, nhanh trí, biết làm cho kẻ địch không nghi ngờ. Chú cán bộ bình tĩnh, tin tưởng vào Lòng Dân. Cai và Lính Lệ hống hách, xảo quyệt, vòi vĩnh. Tiết 6, một nhỏ thay những từ in đậm trong động văn dưới đây bằng các từ đồng nghĩa cho chính xác hơn. Hoàng bê chén nước bảo ông uống, ông vò đầu Hoàng và bảo: cháu của ông ngoan lắm, thế cháu đã học bài chưa? Hoàng nói với ông: cháu vừa thực hành xong bài tập rồi ạ. Thì các em sẽ thay những từ in đậm ở trên đây bằng các từ đồng nghĩa cho chính xác hơn. Thì câu Hoàng bê chén nước bảo ông uống thì dùng từ không chính xác là bê chén nước bảo ông. Lý do là chén nước nhẹ không cần bê, cháu bảo ông là thiếu lễ độ. Thay bằng từ đồng nghĩa đó là bưng và mời.
Rồi tiếp theo, ông vò đầu hoàng thì cái từ không chính xác đó là vò cái đầu, vò đầu. Lý do là vò là chà đi sát lại, làm cho rối, nhàu nát hoặc làm cho sạch, không thể hiện đúng hành động của ông vuốt tay nhẹ nhàng trên tóc cháu. Như vậy các em sẽ thay thế từ đó là vò thành từ xoa. Tiếp theo, cháu vừa thực hành xong bài tập rồi ông ạ. Thì cái từ thực hành ở đây là xong bài tập thì như vậy là không chính xác. Cái lý do đó là thực hành là từ chỉ chung công việc áp dụng lý thuyết và thực tế, không hợp với cái việc giải quyết một nhiệm vụ cụ thể như là bài tập. Cho nên ở đây các em sẽ thay từ thực hành đó là từ làm. Hai nhỏ, tìm từ trái nghĩa thích hợp với mọi chỗ trống. A. Một miếng khi đói bằng một gói khi. B. Đoàn kết là sống, chia rẽ là. C. Thắng không kêu, không nản. D. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm rồi lại bay. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người nên còn hơn điểm người. Thì các em sẽ điền vào những chỗ trống tương ứng đó là A là từ no, B là từ chết, C là từ bại, D là từ đậu, E là từ đẹp. Ba nhỏ đặt câu để phân biệt hai từ đồng âm giá, giá tiền, giá, giá rẻ đồ vật. Bạn mua quyển sách này giá bao nhiêu tiền? Trên giá sách của em có rất nhiều chuyện thiếu nhi. Giá của chiếc áo này rất đắt. Bốn nhỏ đặt câu với mọi nghĩa dưới đây của từ đánh. A. Làm đau bằng cách dùng tay hoặc dùng roi gậy đập vào thân người. B. Dùng tay làm cho phát ra tiếng nhạc hoặc âm thanh. C. Làm cho bề mặt sạch và đẹp ra bằng cách sát xoa. Thì ở đây có ví dụ như sau. Ở câu A, mẹ em không bao giờ đánh con. Đánh bạn là không tốt và thật đáng trách. B. Nam đánh đàn rất hay, Tuấn đánh trống rất cừ. C. Chị đánh son nồi sạch như bông như mới. Lan Thường đánh ấm chén giúp mẹ.